Rồi nhớ mà đó. Ai sớm giờ? Nó lấy được cái nó cũng nhóm mình không lật được cũng nhóm mình cái đúng rồi. Nó xả đi để đá vô coi. Đấy, để vậy cho em à. Cho con đậu dưới đậu được cái đây rồi mà hơi thở con đậu xuống hả hơi thở nó đi xuống chim luôn. Để đây chịu đây khỏi đá khỏi đá ra để bự luôn. À? Cái chân nó bằng rồi. Đá nó mỏng hả? Cái chân nó bự đúng. 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 Không để đá thì nó lấy đá lên đây nè. Để đá vô thì nó già. Rồi, để bắn thử cái coi. Nghiêng rồi đó, mã nghiêng luôn rồi. Nè nè đá mỏng nè. Nhóm rồi, nó nhóm lên rồi. Mở thở đất. Này lấy cốt bà cứu sơ nghe mọi người. Mấy cái này nó không kêu sơ hả? Ta kêu ta nói cho đủ. Mấy nhỏ nè, nó kêu sơ nè mình kêu cố. Ta có cự có chữ cho mình đem vô thôi chứ có gì đâu. Cứng không? Cứng hơi không? Không rồi, nó không có la nè, cho kìm đâu. Như vậy mấy cái mất lại. Mới rắn nét cái miệng, mất mất miếng. Nó rắn. Lấy nó ra dặn cho cứng rồi, hay để cho lỡ. Thở nhiều luôn rồi đó. Thở nhiều, thở lên nhiều quá. Thở mã ở đây, miệng thấy miệng luôn. Thở nhiều rồi. Nè. Được. Miếng trên miệng rồi đó. Đâu rồi, lần ở đây nè, lần thở. Nhỏ không ở trong đỡ cái mẹ luôn. Mất sức rồi mày nè. Bây giờ tao quay cái lần thở tú đằng kia coi. Trời ơi à, trời. Con ơi, con gái con gì quay luôn nha cả mọi. Lên mông luôn cả ông ơi. Anh đèo luôn á. Bà nào có cái cát nó dài không nó khó bình thủy mà này thủy chứ là phải vậy nhẹ luôn rồi nè lên nhẹ luôn không quay hai người chút chút nó lên mau quay hai người chút chút nó lên nghiêng kìa nghiêng rồi đó nghiêng nhiều này phải có thêm hai cây nữa nha hai cây nữa nó hơi dẻo mình đây là chút lấy đá chim vô tôi không đi đâu có nổi nữa đâu ông nằm không ông đi ông đi gần vòng ông ở những hồng đó luôn ở đâu hết vậy ông ấy cái đậu bắn tiếp đi thấy cái đậu chịu đi đậu thì bắn không được kìa hư luôn mấy giờ thấy cái đậu chịu đi được rồi ra được rồi vậy à xuống ruột rồi đó chậm chậm đi chậm chậm đi cày đồ có cái cày thọt gặt á cái kèm đó. Kè, cái cây bắn bên trong kìa. Đây nè, lấy cái này nè. Dâm. Lát là. Rỡ vậy. Đẩy nó vô, đẩy nó vô. Đẩy cái đầu kia kìa. Đẩy đầu này nè. Đẩy nó vô. Dứt ra. Ai biết những này. Trời ơi. Bị cây đậu bị xì chứ rồi. Trời xịn ta nói gì nó mờ. Chết cảnh không còn cây dạ cây nào nó không cậu. Hai cây đang đưa xe hết nổi hả? Cái giống cây nữa là bắn cái nữa là nó dài chứ. Đóng hiểu kỹ ta. Để lấy cây cái nào ơi. Bộ tăng đưa xe hết nổi hả? Cái đội nó bỏ tăng. Cái đó nó gắn vô cái búa nó cục kìa. Nó hết rồi hả? Được rồi. Vậy là nó anh chịu tháo ra kim vô lên luôn á dắt bắn lên luôn dắt lên mình luôn dắt lên luôn đó bắn đi thành lỏng mình rồi nè tăng đi theo tăng theo đi rồi ô hỏng quá cao luôn rồi ào ào luôn á quay cái lên ào ào đó 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 lên chài bên kia luôn chạy bắn cái chạy luôn thấy cục đá út út quay xuống lấy cái kia ra để cục đá vô xuống đó mày ấy cây sắt dài nè cậu coi tới chưa chưa còn nhiều lắm cục đá vô nó cao rồi. Còn lá nữa con hai. Ngồi này ngồi cản đường. Luôn giờ hụt lấy cục đá dày vô. Rồi hết đội rồi. Hết đội, hết đội, hết đội. Lấy thêm cục đá nữa đây. Chồng lên.
Nè, ăn cốc nữa. Kìa. Hạ xuống chút nữa. Xài xài qua đây nè cậu. Hạ răng xài cho cắt vô tường luôn. Đây nè. Hết lóc. Xài cho cục đá cặp vô tường luôn mới được. Ờ đặng đặng mấy chén lại. Lý chén rồi. Đứng đứng nè. Đứng nên gặp vô đây nè. Gặp vô nó hết rồi nè. Hết. Hai cột. Hai cột. Đó đặng chuẩn bị cho nó cày với nhau. Cho nó đều. Ừ. Nó đặng chỗ căng. Rồi vậy cũng như không. Đâu ông chở ông cày, ông chở rồi ông đưa cục nằm dưới nữa, cục dưới. Cục 1 hả? Cục 1 hả? Trời ơi đây nè, mấy ông nội ơi, mấy ông nội. À lấy cục 1 kìa. Thấy không? Cái người ta chưa vợ ta có khác nha không? Vợ cũng có kinh nghiệm chứ. Khen anh phái. Phái gì? Xuống mày, xuống mày, thằng xuống. Giọng xuống. Đổ chút nữa được rồi. Đổ chút nữa. Sao không quay cái tăng xuống là anh quay? Dạ. Hả? À, quay nè, nè. Trứng mà được không con vịt. Búa đâu? Miếng đá mỏng nãy đâu đưa cho tụi hai. Đưa chú hai ông gọi dưới đây. Làm miếng đá này nè, phải không? Đá mỏng quá đó. Ừ. Lần này chạy nhanh ta. Bố sau lưng cậu nè. Đây đây. Trộn làm gì lính quýnh chừng từ 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 thôi là gai. Không sợ người ta giành làm giống gì. Ai giật cục vàng. Thằng tao cũng lính tự. Thấy nó thấy không? Vậy tự. Rồi lấy ra đi chú ơi. Cục vàng mà lại đưa mà nói. Lấy ra đây thêm cục đá nữa đi. Thôi nhóm mà chú ơi, nhóm mà kìa. Lấy ra đây, đè xuống đi, lấy cái đoạn rồi đè nó xuống đi. Để tá xuống. Thấy cái kìm nhận hả? Để tá xuống. Xả hơi nhưng mà để cái kìm đâu. Hình như nó có cái nút bóp bên hông đó. Bóp rồi. Bóp rồi. Bóp rồi. Nghiêng nè. Chạy cho nó chạy mình đùa đi luôn cũng được á. Chạy chân qua bẩn không? Dạ, chạy. Phải lật thôi chứ. Chạy chân lấy đá chim vô. Vậy nha. Đấy, nó muốn chạy đâu chạy mình bắn hoài bắn cho thằng nào ra khỏi thôi. Nó chịu được phải nạp thôi chứ không phải. Có hai. Cái quạt có hai. Cái nó tặng cái này tặng theo bên tặng. Ok. Đang còn xây hết cái cây đó này. Để cây tăng phước mình. Gần hết rồi. Chạy mấy phần này lên mấy phần này. Lên rồi. Úp úp lên hết. Dạ. Rồi ba tán đợi để đá nó dần luôn. Con lát nữa mình đốt tán vào trong cái chim đó nó chim luôn. Ừ, kem cho hỏng lên mình giờ giờ. Bắn đá nó đi. Thằng tượng nó bắn hết con đội đó là lạc luôn rồi. Coi coi cái đầu răng bên nó hết hình đó nha. Hết đó nha. Đổi nè, đổi nè. Còn nhiều, đó thì thêm đá vô. Thêm đá dày vô. À, để cho hết, hết đội đi. Hết mình bằng đi. Này hết rồi, này cạn không được. Úc hết chưa? Hết rồi, hết rồi đó. Được rồi, đủ răng đó. Phan, phan, đó phan. Thuận nhìn, nó nhìn cái đó được á, nó nhìn lỗ được á. Chim tiếp đó, đó. Đáng nó vô chim tiếp
đây nè, nhà đúc ở đây cũng được luôn rồi nè. Nghi nhiều lắm rồi đó. Đó con đậu này đẩy vô được rồi nè. Rồi đưa vô bắn luôn đi. Thấy cái đậu này là cậu vô mà kiếm cục đá mỏng mới được con, để nó lúng lên nè. Lên chút nữa đi mới đút cái cây nó vô được. Bắn lên chút nữa đi. Cái len sủi mới đất này coi. Đất hay đá? Tìm đá vô. Đá gì chứ đất gì? Đất. Để vô chân nó cao đâu. Rồi để đá vô. Không được đá không được, lấy cái cây cái này là lấy cái len này nữa nè. Cái len này cái cúa này nè để cho tìm cái cái cúa nó cũng được nữa. Cái búa đó tôi làm nó dặn lấy cốt rồi không có cao. Nó sửa lại mình dặm xuống cho nó xuống. Kiếm mà cục đá chim đây giờ cây này cái luôn cậu ơi. Danh hết đội chưa? Hết rồi. Hết nhảy chim cục đá vô. Xuống đạo xuống miếng rốt quên. Dặm xuống. Dặm xuống. Ừ. Rồi hạ đội xuống. Lấy đây lên, lấy lên đi tao nào. Rồi hạ đội xuống danh bắn cái nữa. Lấy cái búa Út. Cái răng này cũng dài lắm rồi, cũng muốn hết răng này, thang dặn nữa, nghỉ đi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Nó chim rồi, ấy ra đi đi. Rồi lấy cái búa đó, lát nó sao dặn? Búa nó lấy gì dặn? Búa này cao quá. Với đào cho nó xa chứ. Thôi mày đưa vô đứng đây. Đưa vô chừng đi, không sao đâu. Lúng. Lúng. Kè thiếu hụt luôn kìa. Cái búa đó đi nữa vừa đó. À, nó lúc vô có nhiều hết trơn á. Cái đi. Lấy cục đá mỏng mỏng này nè. Dậm xuống. Dậm xuống. Dậm xuống em thưa phải dậm xuống không? Đó. Còn không thì đào xuống chút xíu nữa luôn chứ. Được thôi. Đang búa đưa vô xe. Đậu bên đây nè. Cao à. Đem cái đậu à, chứ đâu có đem cái gì theo xuôi thay đâu. Được, được. Nó nhẹ rồi nó nặng quá, nó mơ giờ để xương xương bắn cái nó lật rồi. Chim đi. Trời này quay sức mạnh ta. Bên kia Phi Dương nó quay bên đây nhẹ hiệu à. Nó càng lật rồi, mới nó nhẹ rồi. Nó dài nó có thấy. Nó nhẹ hơn sớm rồi. Nhẹ hiệu à. Nó mệt. Chim cái đầu đi phút. Để nó an toàn. Danh có điện Quốc Minh không? Điện không? Ông lấy cái này không? Bác điện kêu con cũng lấy. Mà chừ nó úp lên là khỏi xây. Đổi tên đổi họ được hả? Lấy việc khác gắn vô được rồi. Tí mẹ rồi. Tí bọn nó phải ra không hỏi cái bia cặn sạch. Lấy vô xài nữa. Ồ sao này nó biết đút cái lỗ đó nhẹ hơn cái thằng Phú vậy. Nãy nó đút cái lỗ đầu kia nặng nè, cũng chết luôn. Rút kinh nguyệt. Ta chưa vợ ta có kinh nghiệm khác không ơi, còn có vợ kinh nghiệm khác. Nó đi làm vòng tơ ta dục cái bị mộ ra, anh hỏi nè, mình lấy cái này nè về cũng sửa tên lên gắn lên. Tính là danh có quay gì đâu, đặng Phi Dương quay không? Nè, chịu rồi. Quay. À, nhỏ này nè. Cái bố nhỏ dặn rồi bà. Nên nó dặn ai, mượn quá mạnh luôn. Để nó nghe gì bản rồi, nhẹ heo ơi. Tại vì cái đít nó nhẹ hơn cái đầu. Cái đầu mã này nặng hơn. Cái đầu mã cũng đó, này còn đó mới ra. Cái dây cầm nó xíu mà, coi như để nó chung vô làm cái dây. Gửi lòn tới thằng này luôn. Nó đó, nhét trong mã kia nè. Đi chạm.
chưa đâu. Cái này mà đưa đứng lên nó mới lặt. Đúng rồi. Chú ai không? Không khỏi khỏi xây luôn. Để mày anh xây được rồi. Nó nổ rồi. Nè. Xây đi, xây bả đi. Xây là gai thôi, xây sức mạnh mà biểu. Thì hai cây xây lượt mới được. Hai cây xây lượt mới được. Được rồi đó, thu được rồi. Chúng ta đi. Đúng. Ghê hợp nhau, giáp cục đó xuống khỏe đó mẹ. Chứ cái bọng có chuyện không đó quên. Thấy thì qua tôi đi mua đồ ăn thơm, ăn thơm thấy thì thấy đúng. Kêu lực dương cái cha. Cái bực này lại nè. Trời ơi nó hài mà cũng cãi với nó nữa. Không biết sao ngộ thiệt chứ. Người ta chạy có con vụ người ta bỏ rồi mình mua về đó là cái mới của mình đó. Nước ngoài mà hôm qua gặp đồ của Việt Nam mình là nó sợ dữ lắm luôn. Xe mà chở cái người về đây chở cái cục nó kìa. Thằng đó ta đi quay tay dặn nó kẹp. Tôi nói nhẹ rồi, xúm nhau lặt đi. Trời ơi, nội ba bốn miếng cán đó, một thằng bưng không nổi rồi. Lật. Đó đi mau dữ ta. Quay tay rồi, mày kêu quay mày quay tay đi. Đâu quay tay mà mày quay cái đó vậy. Thằng ba đứa đặt có hai đứa. Nhẹ hả? Nó xô đi. Nè. Xô thử coi. Nè. Làm cái đó. Nè, nó xô đi. Cứ kêu hoài. Không gì được nữa không ơi. Không chạy qua bánh, nó đào thì tắt xuống. Chạy sẽ kẹt nổ thôi. Đừng tiếp. 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 Đừng ở đâu? Ở đâu? Để đâu đi? Còn mấy lắm mà. Ông lấy cốt gì cái để vậy cái dán ở trên cái đầu luôn á. Trời ơi, hồi đó đâu có tôn cạn đâu. Thì mình chút nữa là đủ rồi. Ta che hết trơn rồi. Đấy, ta dừng trên quanh bốn vách hết trơn. Đâu cho hơi gió vô. Còn sao ta? Múc cho nước ra rồi. Tắt nước. Tắt mỡ. Đó, đó cái hàng còn y nguyên vậy. Y nguyên à. Ba làm cưa không? Không mắc nữa. Đó, chứ cây tốt. Mày bằng cái đấy mà. 20 năm. Cây xe nước. Đấy, luôn. Hồi đó cây xe nước ở mày địa may mình đó. Cây xe nước. Cái là xẻo cái thịt cây ra nó xanh. Nó xỉu dưới nước không? Xe qua năm mang một dạo nữa.
phải đắp vô vô cho mang mặt lên nhiều nhiều chút. Sở mặt bằng đi, sở qua cái đất gọi ra đây cái gọi ra đi sở mặt bằng đi. Sở bằng vui tìm cái giò nó có gọ đất chính giữa rồi hai bên mà là nó là bê tông đó. Mình đào ngay cái gọ giữa nó ngay xuống hoài. Cố đó lấy thở gọ đi vậy gọt bằng rồi. Không cố còn ngang không? Không bự nhỏ không biết. Không cố quá đâu. Rồi cuốn cái này cái dòng thành gì nè, lọt cho cái dòng thành. Đi hả? Nó lọt lọt kiếm trắng cái dòng thành. Tấn nhầm lên cái nịnh. Rồi đó có mặn không? Chứ không có lọt trong xây dòng thành sau này nó nằm cắt cái dòng thành. Cứ ba tôi thôi. Ba tôi rồi đó, ổng đúc học trên khép học như ông cố rồi đó vậy đó. Mà mấy ổng sao mà đúc cũng nằm ở trên mình ba tôi. Hồi đó tao với tao lấy cho ông hậu, hậu cũng sợ. Như vậy nha. Đồng hả đó lấy gì? Cái tới như này. Làm cho nước lên, cạch châu cạch châu. Ba đất nè, đất 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 có thể vừa trời đất người ta tự đi kéo rồi đi che nè.